Quý vị thân mến, phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ hướng dẫn đến quý vị một cách rất hiệu quả để chúng ta chặn các bóp ốp xuất hiện trên web. Quảng cáo từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Internet và là nguồn thu chính của nhiều nhà phát triển web, công ty và doanh nghiệp lớn cũng như là nhỏ. Và vì chúng ta thường xuyên bắt gặp quảng cáo trên những trang tin hay là Facebook đã trở nên quen thuộc đến mức thấy cũng như là không thấy. Tuy nhiên, không phải quảng cáo nào cũng an toàn để có thể lướt qua và nếu chúng ta có lỡ tay bấm nhầm thì cũng vô hại, bởi vì thực tế là các tin tặc và những kẻ lừa đảo thường hay lợi dụng những quảng cáo xấu rất nhiều để ăn cắp thông tin, tài khoản và tài sản người dùng internet. Vì vậy, việc chúng ta ẩn quảng cáo độc hại và quảng cáo từ các nguồn không đáng tin sẽ giúp cho quá trình lướt web của chúng ta trở nên an toàn hơn gấp nhiều lần. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến một tiện ích miễn phí, vô cùng tiện và gọn cũng như là nhẹ để giúp chặn tất cả các quảng cáo độc hại hay là bóp úc quảng cáo cũng như là lừa đảo trực tuyến đó chính là SPRO Safe Browsing. Đây là một sản phẩm được thiết kế để phù hợp với người dùng Internet tại Việt Nam và chạy tốt trên Chrome và các trình duyệt trên nền tảng Chromium. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm đó là cảnh báo người dùng về những bài viết giả mạo có thể dẫn tới những trang web lừa đảo phần mềm độc hại, chặn pop up hoặc là pop under độc hại, chặn quảng cáo hợp thoại rác trên video YouTube, điều mà các phần mềm chặn quảng cáo khác như là Adblock không làm được, và chỉ chặn những quảng cáo độc hại gây nguy hiểm đến người dùng, không chặn toàn bộ quảng cáo cho phép hiển thị những quảng cáo an toàn và tin cậy đối với người dùng. Các tính năng của SPRO Safe Browsing luôn được nghiên cứu chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu chặn các mối đe dọa online của người dùng Internet Việt Nam. Và bây giờ để cài đặt thì bước đầu tiên hãy truy cập vào liên kết đó là sbro.me-vn Bước 2 vào mục SPRO Safe Browsing chúng ta chọn là cài đặt vào Chrome và bước 3 chọn là Add Attention hoặc là thêm tiện ích khi xuất hiện học thoại và khi chúng ta truy cập một trang web bất kỳ có báo ốc quảng cáo thì SPRO browsing sẽ tự động gửi một hộp thoại nhắc nhở như hình trên và bạn có thể chọn là chặn cửa sổ bật lên để tắt quảng cáo hoặc cho phép một lần để mở quảng cáo để thiết lập chức năng như chúng ta mong muốn vậy là hoàn thành và chúng ta đã cài đặt thành công SPRO browsing dành cho chuyên nghiệp của mình và bây giờ có thể yên tâm lướt web mà không phải lo những quảng cáo độc hại hoặc bóc ốc quảng cáo khó chịu hay làm phiền chúng ta nữa và quý vị thân mến, nếu như có những ý kiến đóng góp dành cho chúng tôi, xin hãy gửi email theo địa chỉ cửa số công nghệ a.fbnc.vn. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.